Bây giờ ông nói nói cho cho cái quý mạnh mạnh thường thường quân quân biết ra bây giờ là là bữa đó bữa cho Úc bị cái một một u u ở ở đâu đâu đó đó rồi rồi cho cho bây bây giờ giờ sức sức được được mấy mấy bữa bữa rồi 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 một một u u hiện hiện tại tại nó nó sao sao à? à? Một u bữa hổm cây vú họ bự cái chanh vậy đó mà sức bữa đầu thấy nó bớt bữa sau thấy nó bớt thì bữa thứ ba thì giờ lặn hết còn chút chút hàng nhỏ bữa hổm có xin sức ông thầy á thầy cũng tha thuốc mà ông tính cái siêu âm thầy ông khỏi siêu âm khỏi thuốc 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 thầy cũng hết trụ rồi nè mới chút ba ngày mới lặn hết rồi đó nó cho Út rồi cho cái hỗn độn này nè mà là nước dảo là nước thứ ba ba rồi rồi đó đó là chai này chai là này nước là thứ nước ba thứ ba rồi. Nè Rồi bữa bữa nay nay bắt bắt đầu đầu quá quá là là thấy thấy nói nói chung chung là là cái cái bài bài vụ vụ này này mình mình sử sử dụng dụng gia gia truyền truyền là là cũng cũng nhiều nhiều năm năm nay nay là là thấy thấy kết kết quả quả lắm lắm mấy mấy cái cái u u một một u u độc độc này này kia kia đó đó là là mình mình thoa thoa thuốc thuốc mình mình xức xức có có thể thể là là nó nó hết hết đó đó bữa bữa nay nay là là có có mạnh mạnh quân quân hỗ hỗ trợ trợ đó đó là là chú chú Huỳnh Huỳnh đó đó ở ở Sài Sài Gòn Gòn á á chú chú hỗ hỗ trợ trợ tiếp tiếp để để làm làm cái cái bệnh bệnh u u vụ vụ u u một một này này là là hôm nay hôm là nay là nước nước tốt tốt luôn luôn á á là là làm làm như như vậy vậy là là một một bình bình như như vậy vậy là là khoảng khoảng á á là là khoảng khoảng 3 3 triệu triệu á á chú chú hỗ hỗ trợ trợ khoảng khoảng 2 2 triệu triệu 2 2 thì thì mình mình ngâm ngâm vậy vậy là là khoảng khoảng chừng chừng tuần tuần lễ lễ 10 10 bữa bữa là là xài xài được được rồi 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 ngoài ngoài cái cái u u một một đó đó gì gì có có thai thai gì gì nữa nữa không không có một cân đầu đầu mấy mấy nay nay không không hết hết không không biết biết bụng bụng gì gì nữa nữa mà mà nổ nổ thai thai mà mà ta ta tha tha xuống xuống bữa bữa là là bữa bữa khô khô mài mài bởi vì á, ai có bệnh đến lợi ông thầy á ông thầy cho sức chỉ hết khỏi cần cái thuốc khỏi cần chút tiền không có tiền gì chứ dạ dạ rồi rồi dạ dạ thì cái vụ này hiệu quả quả lắm lắm thì rồi. con Thì cũng cũng nhờ nhờ gì gì chia chia sẻ sẻ cho cho bà bà con con ta ta biết biết được được thấy thấy gì gì đó đó để để ta ta có có cái cái niềm niềm tin tin để để mình mình thuốc thuốc mình mình cho cho miễn miễn phí phí chứ chứ không không có có tính tính tiền tiền bạc bạc gì gì hết hết rồi rồi cảm cảm ơn ơn gì gì ơi ơi.